Hồi ký tôi đi làm tình báo. Tác giả: Nhà tình báo anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thị Vân. Phần 12. Bước lên xe taxi, dự định sẽ về ngay cái phố xóm nghèo nàn đã ở trước ngày bị bắt, tôi vẫn thấy mình như đang mơ, 5 năm trong nhà tù của giặc, tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay. Mặc dù tôi luôn luôn sẵn sàng sống chết với quân thủ, giữ tròn khí tiết. Năm năm, không được nhìn thấy đường phố Sài Gòn, không có một người đến thăm nuôi. Bây giờ sắp sửa gặp lại những mái nhà xưa, những bà con thân thiết. Rõ ràng sự thật đang đến với tôi, mà tôi vẫn thấy bầng quần. Những gì đang diễn ra trong thời gian vừa qua. Dương Văn Minh lật Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Khánh lật Dương Văn Minh. Tàng Dương Văn Hiếu và Thái Đen quyết định rằng trước khi trốn phải bắn chết hết mọi người ở nhà tù trại lê văn duyệt nhưng chúng đã bị bắt tất cả bọn cán bộ cải tạo đều đã bị bắt anh chị em bên toán đến chào mừng tôi họ được thăm nuôi ai cũng đem quà đến biếu tôi tôi không nhận anh chị em cứ xếp đầy mặt bàn có một ông tóc đã ngà ngà bừng cái đĩa hoa có tấm bánh mì và một trăm đồng bạc đến đặt trước mặt tôi vái hai vái rồi đi không nói một lời. Tôi vội đứng lên thì ông đã đi khuất. Tôi đứng ngật người, hai dòng nước mắt bỗng trào ra. Nhớ lại những ngày đấu tranh bất khuất với quân thủ. Mỗi hành động có quần chúng theo dõi, tôi đã không làm điều gì để phải ân hận. Hồ sơ của bác như thế này mà chúng nó dám báo 5 năm à? Lại 5 năm biệt phòng, mỗi năm tính bằng 5 tù thường, như thế vị chi là 20 năm. Cha mẹ ơi, bọn quỷ này ác nghiệt quá tội nghiệp cho bác gã thẩm vấn người huế đã nói với tôi như vậy khi xét cho tôi về tôi khẽ cười thầm nghĩ cả bộ máy phân gián tinh vi hiểm hóc của bè lũ nhà chúng mày đã thua tao chứ không riêng một đứa nào đâu và lúc này nhớ lại tự nhiên tôi cũng bật cười về chuyện đó khi trời nhá nhem tối thì xe chạy tới chợ trương minh giảng tôi bước xuống và đến cửa tay lái trả tiền xe Người lái xe nhìn tôi chiều mến rồi xua tay. Khói, khói đi. Bác để mà tiêu. Tôi chở giúp. Cảm ơn bác. Tôi xúc động nhưng thực sự không hiểu. Bác ấy thương mình tù tội hay đó là một cán bộ hoạt động bí mật trong nội thành. Khó mà biết được. Tôi lại về nhà anh chị tiếp. Đó là chiều ngày 18 tháng 5 năm 1964. Tôi cũng đã dự định nếu không ở đây được thì sẽ tạm lánh đến một ngôi chùa nào đó vì lúc này Phật giáo đang có thế Nhưng về đây Tương kế tự kế Tôi nghĩ như vậy Sẽ để che mắt được bọn chỉ điểm Mà chắc hẳn không thể nào tránh khỏi được Anh tiếp thấy tôi gầy yếu Và già đi nhiều liền gợi ý Nếu bác muốn ra căn cứ ở khu Chúng tôi giúp Bác cũng nên ra ngoài ấy thôi Buổi dưỡng ít ngày cho nó khỏe Đúng đấy Anh tám giáp tiếp lời Bác đồng ý thì ngày mai Cô liên lạc đưa đi anh tám giáp là người của đặc khu sài gòn gia định bị địch bắt đầy ra côn đảo mới mãn hạn tù năm ngoái nghe anh tiếp kể lại thì anh cũng chỉ hiểu tôi là một quần chúng tốt đã hết lòng giúp đỡ anh em ở đặc khu do đó mà bị liên lụy bị tù đầy thì bây giờ cũng nên tìm cách đáp đền lại tôi rất cảm động trước tấm lòng của bà con nhưng nhiệm vụ đâu có cho phép mình được quyền xử lý như vậy Tôi nói Cảm ơn bác, cảm ơn cậu đã lo toan giúp tôi Nhưng như vậy lại thêm khó khăn cho tổ chức Anh tắm giáp vẫn cố thuyết phục Ra ngoài ấy, nếu bác muốn làm việc thì cũng có khối việc để làm mà Và lại tôi cũng yếu lắm rồi, chẳng muốn đi đâu bây giờ Tôi nhất quyết từ chối Nhờ hai bác, nhờ cậu mợ tiếp Tôi ở đây tìm cách buôn bán kiếm sống Bao giờ hòa bình thì tôi về Bắc tôi biết tất cả tấm lòng của bà con đối với mình nhưng tôi không thể nào nói rõ được vì sao mình không thể làm theo sau ba ngày tôi ra tổng nha trình diện báo chỗ ở của mình sau đó nhờ một người quen giúp cho nhận làm chị dâu tôi làm xong ngay được căn cước về ở chính chỗ bị bắt rồi ra trình diện xin được buôn bán tức là làm cho địch bị bất ngờ tôi nhầm tính toán như vậy mà sẵn sàng với tư thế lao vào công việc trước hết bây giờ là phải nắm lại tình hình các cơ sở đối với tôi đây còn là tình cảm nữa nỗi nhớ gia đình các cô khôi cô phúc nhớ lũ trẻ cứ cồn cào trong lòng tôi muốn tìm kiếm ngay muốn lao đến ngay năm năm trời tù đầy biết bao cơ cực tôi đã nghĩ đến đảng nghĩ đến nhiệm vụ lâu dài của mình và nghĩ đến những người thân thiết như ruột già ấy mà vừa vượt qua được, nhưng tôi phải kìm lại, nguyên tắc giữ bí mật không cho phép tôi đụng buông lỏng tình cảm, nhất là trong những ngày vừa mới ra tù này. Người đến thăm tôi đầu tiên là cô Khôi, cô ấy đưa cả năm đứa con tới, hai chị em đều khóc, những đứa trẻ ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Chị em trò chuyện mãi, cuối cùng Khôi rối vào tay tôi 500 đồng. "Chị cầm lấy cho em, giữ lấy mà nuôi con quả" Tôi đẩy tay cô Khôi ra, lục tìm trong cái túi của mình, đếm còn được 1.600 đồng, đưa tất cho cô ấy. Cầm cả chỗ này nữa. Một mình nuôi năm đứa con dại chứ ít à? Bây giờ có cần phải lo cho các cháu chúng nó trưởng thành, để chú ấy được yên tâm. Tôi dặn cô Khôi, viết thư báo tin cho cậu Việt ngay. Nhớ nhắc cậu ấy phải làm cách nào xin đổi được về Sài Gòn. Hôm sau cô Phú đến rồi Hà Đăng đeo lon thiếu úy về thăm. Ít ngày sau, Lai cũng tới. Tôi nhờ Lai sang Tổng Nha tìm địa chỉ Đinh Văn Đoàn. Lúc này cậu Lai đang là cận vệ của Nguyễn Khánh, nên được bọn bên Tổng Nha rất nể. Vài ngày sau thì tôi biết, chỉ còn mấy tháng nữa là đoàn sẽ hết hạn tù. Một ngày cuối tháng 5, tôi đi liên hệ với một vài bà con để xin phiếu mua vải bán. Bỗng nghe có người gọi Chiếc xe gắn máy từ từ ghé sát vào vỉa hè. Tôi nhận ngay ra tuyển. Mợ! Chúng cháu không biết mợ ở đâu mà lần. Nhà cháu cứ thở ngắn than dài thương mợ. Bây giờ về trụ chúng cháu đi. Nhà cháu ở chỗ nhà thờ Ba Chuông thôi. Tuyền đưa tôi về nhà hai vợ chồng. Nhất định bắt tôi phải chuyển về ở nhà mình. Chúng cháu sẽ dành mợ một phòng riêng, yên tĩnh và bí mật nữa. Mình phải tương kế tiệu kế, tôi nói mợ về ở ngay chỗ bị bắt thì chúng nó không nghi ngờ sau này rồi cũng có khi đến đây nhưng bây giờ thì cần phải làm cho họ hoàn toàn yên trí đó là người đi buôn thật dần dần nghe kể lại tôi mới được biết rõ các gia đình cơ sở từ sau ngày tôi bị bắt đến bây giờ thăng trầm biến đổi ra sao vì sợ bị lộ trên đã cho người vào rút phúc ra bắc trong khi cậu ấy đang học trường sĩ quan ở thủ đức Hiến binh lập hồ sơ Phúc đảo ngũ Cô Khôi dắt năm đứa con Đứa thứ nhất mới 6 tuổi Lên chỗ Huỳnh Văn Trọng Giám đốc sở quân cụ Nha Trang Đòi chồng Chúng nó phải bàn nhau để cô làm việc ngay trong sở Lương mỗi tháng là 1.200 đồng Ít lâu sau chuyển về Sài Gòn Khôi làm thư ký Trong sở quân cụ Sài Gòn Biết tiếng Pháp Học cả thêm tiếng Anh Lại học đánh máy chữ Có bằng Lương có cao thêm cô ấy yên tâm nuôi con. Khôi kể rằng, khi đã đi tìm hết các nhà tù ở Biên Hòa, thụ Đức, Phúc Lợi để thăm nuôi tôi mà không thấy ở đâu cả. Đinh Tiết Việt học văn hóa mãi mới đỗ cái bằng tú tài. Tháng 3 năm 1960, cậu ấy nhận chỉ thị ra căn cứ Pleiku học chính trị và nghiệp vụ. Việt tâm sự là khi ra Pleiku mới rõ vai trò của bác Sáu, cái bác răng đen ăn trầu mà lại là cán bộ tình báo con người không giống một chút nào so với những nhân vật trong các chuyện tình báo đã đọc nghĩ cũng nực cười học xong về liên lạc bị đứt các hòm thư chết không có dấu hiệu đành báo nhắn tin nhận dạy kèm tại gia từ lớp nhất cho đến lớp tứ xin liên lạc với ông sáu đốc ở đường nguyễn tri phương cũng không thấy sáu đốc là bí danh của đinh thế việt sau đó cậu ấy vào làm thư ký kế toán cho trung tâm thực nghiệm nông lâm xúc nhà ngân khố phan giang chờ bắc sáu mãn hạn tù thôi việt nói với chị gái như vậy thế khi không còn biết đường nào mà liên lạc nữa trong những ngày này việt gặp lại thọ và rất nhiều bạn cũ ở biệt kích dù và an ninh quân đội an ninh biệt khu thủ đô thọ học ở bên mỹ về được điều sang làm phó tỉnh trưởng nội an cần thơ rồi về quân đoàn ba bây giờ giờ làm ở phòng 3 bộ tổng tham mưu. Đối với Việt, Thọ vẫn rất thân thiết, mặc dù lúc này giữa hai người địa vị đã khá chênh lệch. Năm 1958, khi chia tay nhau, Việt bị bật khỏi sư đoàn 3, đã tặng Thọ chiếc kính đã tặng Thọ chiếc kính Ray-Ban. Anh mang nó trước mắt thì anh nhớ tôi. Sau khi học ở bên Mỹ về, gặp lại nhau, Thọ niềm nở nhắc lại. Kính mày cho tao vẫn đây, những kỳ vật gìn giữ tình cảm của chúng ta nồng thắm. Lai bí danh là Bảy Đô, thì từ một anh lính kéo ri đô trong các cuộc họp cho các tướng lĩnh nghiên cứu, kế hoạch hành quân trên sa bàn và các bản đồ, nay chuyển sang làm lính cận vệ cho Nguyễn Khánh. Sau ngày Khánh đảo chính Dương văn minh, vị trí bây giờ còn thuận lợi hơn trước nhiều. Đào Ngọc Tuyền, anh sinh viên đã cố học để lấy bằng tú tài ở Hải Phòng nay đã là sĩ quan trong cơ quan ngoại vụ bộ quốc phòng tiếng anh nói như gió tuyền đã trở thành người bạn thân thiết với nhiều cố vấn mỹ cả những cố vấn có tầm cỡ vợ tuyền kể lại con nhớ mợ quá nhiều lúc thẫn thờ cả người con nói với nhà con là trên đời này không có người nào tốt như mợ sáu còn vũ trọng quyên sau khi tôi bị bắt mặc dù cấp trên đã gấp rút cử người đến liên lạc đưa quyên ra căn cứ nhưng cậu ấy đã xin ở lại và nói rằng Vợ chồng tôi tin bác Sáu Khi chuyển ra sư đoàn 7 Quyền vẫn chỉ là trung sĩ Mặc dù đã tốt nghiệp sĩ quan ở Thủ Đức Với hạng yêu Chỉ vì cậu ta cãi nhau với sĩ quan huấn luyện Nên bị nó chủ Tháng 12 năm 1960 Theo sư đoàn 7 Về cứu nguy tổng thống Dẹp được cuộc đảo chính Quyền được tín nhiệm Lại được đi học sĩ quan Được phong chuẩn úy Về làm việc ở nha động viên Bộ Quốc phòng rồi lên thiếu úy và làm trưởng ban thống kê thuộc bộ tư lệnh địa phương và nghĩa quân bên cạnh bộ quốc phòng đã có lần cấp trên cử cán bộ đến bắt liên lạc quyền tìm cách từ chối hai vợ chồng bàn nhau chờ bác sáu thôi không biết họ thế nào mà tin được còn hà đăng con người chồng trước của cô phú cũng là đứa con của tôi mà nhờ tôi các đồng chí ở đặc khu sài gòn chợ lớn tìm giúp xem bố cháu ở đâu. Tí năm 1962, bị động viên, rồi vào học trường sĩ quan ở Tụ Đức, tốt nghiệp. Đăng được điều ra làm trung đội trưởng ở trung đoàn 9, sư đoàn 5, mà bây giờ đã là đại đội trưởng. Thế là cháu đã thực hiện được ý định của tôi từ lâu. Một lần, thấy cháu đã mang máng hiểu công việc của mẹ. Tôi liền kéo cháu vào lòng rồi nói. Con gắng học cho thật giỏi, thế nào cũng phải giành lấy bằng tú tài, để rồi vào trường sĩ quan học có như thế sau này mới giúp đỡ được mẹ được những việc quan trọng. Như vậy là những năm tôi bị tù đầy thì tất cả những người trong lưới tình báo của tôi gây dựng đều đã được dần dần luồn sâu leo cao lên ở vào nơi trọng yếu trong các cơ quan quân sự của địch hoặc có quan hệ với những nhân vật đang giữ các chức vụ khá quan trọng. Khi nắm lại được toàn bộ tình hình như vậy, tôi mừng vui khôn xiết. Chỉ còn Đinh Văn Đoàn thì phải đợi cậu ấy hết hạn tù rồi mới bày lại ván cờ. Chợ Bình Dương hôm nào cũng đông đúc, người chen nhau tưởng như không lên chân nổi. Đây là nơi gắn với vùng giải phóng, đủ mặt cả người buôn từ bên rong thị xã vào và từ bên vùng tự do vào, nên thường họp suốt từ sáng tới chiều. Chỉ có hàng cau là còn thưa thớt, mấy bà nghiện trầu quanh đi quẩn lại những hàng cau. Tôi cũng đến chỗ bán cau này, tôi không có ý định mua, nhưng cũng ngồi xuống và chọn một chục quả. Tôi chú ý quan sát những người đi lại. Kia rồi, tôi đã nhìn thấy người đàn bà có cái giỏ sách, bên trên xếp gần chục trái vú sữa và bốn quả trứng gà. Trả tiền cao xong, tôi từ từ đứng lên rồi đi theo sát bên cạnh, bình thản hỏi: "Bao nhiêu tiền một chục vú sữa thế hả bác?" "Hai chục đấy." "Thế mà hôm xưa tôi phải mua 25 đồng." Người đàn bà quay lại nhìn tôi mỉm cười đó là chị Ba Phệ, liên lạc cơ quan tình báo miền, vào đưa cho tôi ra căn cứ. Chúng tôi xuống đỏ Bình Dương, tôi thấy lòng sao xuyến vô cùng. Chỉ 2 giờ nữa thôi, con đò này sẽ đưa tôi ra miền đất tự do. Tôi sẽ được gặp các đồng chí mà lâu nay chỉ mới biết qua từng bức thư nhỏ, từng bức điện ngắn ngồi, với những chỉ thị công tác và nhất là hơn 5 năm qua. Tôi đã bật tin tức Tôi chăm chú quan sát những người ở trên đò Hình như là dân buôn Hầu như chỉ có phụ nữ và ông già Ai cũng mang theo những bọc hàng Không thể nào hiểu được Tôi thầm nghĩ Biết đâu lại chẳng có bà đi buôn như kiểu mình Chợt nhìn thấy hai người Lội ở bên sông Đúng là hai chiến sĩ giải phóng Đầu đội mũ như lá sen Hầu súng choàng qua vai Ôi chiến sĩ giải phóng kia thật rồi Đây đã là vùng giải phóng Tôi thầm kêu lên Tôi đăm chăm nhìn theo bóng những chiến sĩ giải phóng thân thương mà bỗng dưng nước mắt giàn ruộng chảy ướt hai bên má. Bác đi đâu thế ạ? À? Có một tiếng bà thì thầm bên tai làm tôi giật mình. Tôi lau vội nước mắt, sẽ sàng thừa. Em đi thăm người bà con. Chắc bác có người đi giải phóng à? Gia đình em chưa có vinh dự được như vậy. Tại chiến khu Bảy lời, tôi được cấp trên chấp nhận đề nghị tiếp tục trở lại hoạt động trong nội thành sài gòn các đồng chí lãnh đạo cho rằng sự chịu đựng của tôi trong nhà tù bảo vệ trọn vẹn các cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng đến quyết định đó mặt khác bọn địch sẽ không thể nào ngờ một người đã bị ra tù lại vẫn hoạt động hợp pháp được bản hồ sơ của tôi là người đi buôn sẽ giúp tôi che mắt thực địch giữa lúc chúng vừa lật đổ nhau nhất định chính quyền mới sẽ còn nhiều sơ hở sau khi nghe tôi báo cáo toàn bộ tình hình các cơ sở do tôi phụ trách một đồng chí lãnh đạo nói điều quan trọng nhất chính là các cơ sở chẳng những được bảo vệ vẹn toàn mà trong thời gian phải chờ đợi mỗi người đều đã có ý thức leo lên được những vị trí quan trọng và có điều kiện để làm công việc của cách mạng giao cho một cách hiệu quả hơn về mặt chỉ đạo đồng chí vân đã gây được lòng tin đối với cơ sở còn về mặt tình cảm đồng chí đã tạo nên được sự gắn bó đôi khi còn hơn cả ruột thịt tạo nên được sự gắn bó đấy cấp trên đã nghiên cứu thấy đề nghị của đồng chí hoàn toàn có lý nhất là trong lúc này những yêu cầu tìm hiểu địch cho nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng công tác tình báo phải phục vụ cho bộ chỉ huy giành được những thắng lợi lớn hơn rồi đồng chí ấy động viên cái thế hợp pháp của đồng chí đối với địch vẫn rất thuận lợi uy tín của đồng chí với cơ sở sau những ngày bị tù đầy lại càng được bồi đắp vững chắc hơn tất cả những điều kiện ấy chắc chắn sẽ giúp đồng chí trở vào sài gòn hoàn thành được nhiệm vụ có thể nói cây trồng đã kết trái bây giờ đã là mùa thu hoạch đình thế việt đã xin được về sài gòn làm kế toán ở tổng nha thư ký bộ công chính vừa đến nhà thiếu tá thọ về cậu ấy vội vã phóng xe tới chỗ tôi và nói luôn bác ạ Thọ sắp lên trung tá Tôi thoáng nghĩ Nó lên trung tá lại ở phòng 3 bộ tổng tham mưu Tức là trung tâm hành quân Thì nhất định nó biết được nhiều điều quan trọng Con người này Với tính chất phản động của nó Ta không thể tổ chức được Nhưng qua phiệt Ta có thể khai thác được những hiểu biết của nó Việt không ở vị trí chiến lược nào Nhưng với quan hệ bạn bè này Thì chắc chắn Là sẽ phát huy hiệu lực rất lớn Tôi bàn với Việt Cậu cần phải làm sao để trở thành như một người trong gia đình hắn, chứ không chỉ là một người bạn tốt. Thỉnh thoảng cậu nên đưa cả cô ấy đến trời nữa. Tôi sẽ chuẩn bị tặng phẩm cho cậu. Nó lên trung tá, phải mừng thứ gì để vợ chồng nó nhớ mãi. Lâu nay qua Việt, tôi đã hiểu thêm về tên sĩ quan này. Bố nó trước kia là trung tá trong quân đội Liên Hợp Pháp. Đến thời diệm, lão ta làm trung đoàn trưởng, một trung đoàn thuộc sư đoàn 1. Do việc để cho lính làm thủng máy bay của Ngô Đình Diệm Nên lão bị tống về hưu Người cha này dạy con rất khuôn phép Vì vậy thằng Thọ là một thanh niên không chơi bời chắc đáng Không bao giờ uống rượu để đến nỗi say Giữa một bầy sĩ quan Đứa nào cũng có vết Không buôn áp phe thì cũng ăn của đút Nó chỉ muốn cho vai trò của mình sáng trói lên Nhưng nó không trở thành cơ sở Bởi tính chất phản động cha truyền con nối của nó khi đã làm phó tỉnh trưởng Phụ trách nội chính Thì nhất định phải ở trong đảng cần lao nhân vị Mặc dù trước kia Nó rất thành kiến với cái đảng này Vợ nó là một cô gái thùy mị Ăn mặc không diêm rúa Đua đòi Các buổi tiệc tùng lớn Tiểu tá tọ không bao giờ đưa vợ đi Và chính cô ta cũng không muốn đi Trong nhà duy nhất chỉ thuê một người vũ già trông nom bếp núc con cái Có điều cả hai vợ chồng đều học trường Tây Nên hay bắt trước ăn chơi kiểu Pháp từ cách nói năng cho đến cách bày biện đồ đạc ở trong nhà, rồi cả ăn nữa. Thọ cũng thường thích ăn cơm Tây. Chủ nhật nào, vợ chồng con cái cũng dắt nhau ra tiệm ăn cơm một bữa. Ngay cả với các sĩ quan dưới quyền, nó cũng quyết định ăn một bữa cơm Tây vào chiều thứ bảy. Để bám sát thằng này, tôi còn bảo Việt nghiên cứu xem nó thích ăn món gì. Biết nó ưa thịt thú rừng, tôi mua cho Việt mang đến biếu nó. Thèm loại giò lụa mà hồi còn học ở trường Enbesaro Hà Nội. Sống với bố nó, nó đã được ăn. Tôi phải đến một nhà hàng giò trả người Bắc để mua thứ giò lụa hảo hạng. Sau đó vợ nó tìm mua khắp Sài Gòn không được. Tình anh em giữa Việt và Thọ. Do vậy mà ngày thêm thắm thiết, mỗi lần Việt đến chơi Thọ lại hỏi. Hôm nay cưng đến chơi, có chuyện gì không? Khi đã gọi là cưng, tức là thân tình lắm. Bây giờ nó lên trung tá, thì cương của nó sẽ tặng nó một bộ khăn bàn. Nó ưng học theo kiểu người Pháp thì sẽ đem cho nó một loại tặng phẩm mà hầu như người Pháp nào sang Việt Nam cũng rất mê. Phải tranh thủ cả vợ nó nữa. Phụ nữ thì có ai mà không thích hàng thêu Tôi định bụng sẽ nói với anh chị tiếp chuẩn bị cho một bộ khăn bàn có những hình thêu kiểu mới nhất rất dân tộc nhưng mà không cũ kỹ. Việt kể lại quả nhiên hôm vợ chồng cậu ấy đem tặng phẩm đến thọ rất xúc động nói rằng bọn mình chưa giúp gì được cho cưng mà cưng thì tình nghĩa thế này rồi mỗi lần vào dịp ngày lễ lớn hoặc có khách thọ lại tìm phiệt đến dự cơm thân mật với gia đình phiệt kể cả là khách mời khi chỉ có hai anh em trai đều là thiếu úy ở bộ tổng tham mưu mới tới mà thôi nếu địch thất bại trong chiến tranh đặc biệt thì tình hình diễn ra theo hai khả năng. Có thể sẽ hiệp thương và thành lập chính phủ kiểu ba phái ở Lào. Có thể sẽ chuyển thành chiến tranh cục bộ. Vậy sẽ là khả năng nào? Nếu quân Mỹ nhảy vào thì mức độ sẽ ra sao? Cấp trên yêu cầu, tôi phải trả lời câu hỏi đó. Tôi đã trao đổi với Đinh Thế Việt, Đào Ngọc Tuyền, rồi Vũ Trọng Quyên. Đối với mỗi người, tôi có một cách hướng dẫn khác để ai cũng có thể khai thác được tốt nhất do hiểu rõ cá tính của từng người. Cậu Tuyền thường có tác phong đôi khi hơi quá thận trọng. Tôi nhấn mạnh sự quyết đoán và táo bạo. Cần phải tỏ ra ăn chơi rộng rãi với bọn cố vấn Mỹ và hết sức chú ý bọn CIA với bọn này phải cảnh giác. Nhưng những tin tức ở nó lại có giá trị. Tôi nhắc Tuyền như vậy. Đối với cậu Phiệt, anh thanh niên sông sáo say mê công việc, thích mạo hiểm, trực tinh. Tôi lại nhắc nhở tác phong chín chắn thận trọng của cán bộ tình báo để có thể mở rộng phạm vi hoạt động cho việt tôi khuyên cậu ấy nên học chữa máy thu hình phong trào chơi tivi đang lên mạnh mà hầu như lại bắt đầu có từ trong các gia đình sĩ quan cao cấp trung cấp đi chữa máy thu hình chính là dịp mình có thể biết được nhiều hơn mới hôm nay tôi làm việc mải mê nhưng lại vô cùng phấn khởi về những tin chiến thắng của quân ta ở khắp các chiến trường rồi phong trào nổi dậy phá tề ấp giành quyền làm chủ đã mở ra những vùng giải phóng rộng lớn cấp trên đã cho tôi biết rõ là chiến tranh đặc biệt của địch đang trên đà xuống dốc mọi thứ chiến thuật tung ra đều bị phá sản thời cơ giành thắng lợi đã đến nhưng bây giờ theo tin tức của trên yêu cầu thì chắc hẳn là thằng mỹ không chịu bỏ cuộc chiến tranh sẽ chuyển sang giai đoạn khác quyết liệt hơn như vậy thì không phải một hai năm nữa mà có thể đã kết thúc được giao nhiệm vụ cho anh em rồi tôi vẫn không ngừng suy nghĩ biết trước cái giai đoạn này mới ở mức độ nào để chuẩn bị đối phó nó quan trọng lắm đây trong những ngày này tôi vẫn phải lo nghề nghiệp làm ăn hợp pháp hồi mới ở tù về tôi cứ sáng lê gót ở chợ bến thành xếp hàng mua vải chiều tối lại đem đến chợ lớn bán vải bán theo phiếu muốn mua nhiều phải xếp hàng nhiều lần chen chúc nhau đến tắt thở. Sau hai lần bị ngất xỉu ở giữa chợ, tôi phải bỏ nghề buôn vải. Về nhận len, đàn bít tất khoán vậy. Nhưng khi có công việc, cần đi lại, khó tạo được lý do, để lộ. Tôi phải chuyển sang bán hàng tạp hóa. Sức khỏe không đảm bảo, bán hàng tạp hóa được ít ngày, thấy vất vả quá. Cứ lo mua hàng, vận chuyển hàng dã rời cả người. Không còn hơi sức nghĩ đến công tác nữa. Tôi lại phải đi học sao trà. Bây giờ tôi đã biết sao chè ướp bông lại bán. Công việc tuy không mệt lắm, nhưng lại đáng lo. Hơi lửa nóng sẽ làm cho huyết áp tăng lên. Tôi cảm thấy đã có triệu chứng như vậy. Vừa sau xong mẻ trà thứ hai, thì cô Hồng, vợ cậu Tuyền đến. Nhà con bảo mời mợ đến chơi, sơi cơm. Hôm nay mua được con gà trống thiến béo lắm. Tôi biết ý, sắp xếp các thứ lại. Dạng hàng xóm là đi bỏ mối bán chè, rồi hối hạ bước đi. Mỹ sẽ đưa vào miền Nam từ 50.000 đến 60.000 quân trong phạm vi 2 năm. Ngay trong đêm, tôi pha mực quá học hì hụi viết báo cáo kịp sáng sớm cho giao thông mang đi. Chỉ nội nhật ngày mai thôi là các đồng chí ở ngoài ấy đã có thể biết được tin này. Mấy hôm nay tôi nóng lòng chờ đợi nó. Tôi chưa tin là cậu Tuyền có thể đem đến cho mình cái tài liệu quý giá như vậy. Tôi quận tờ giấy báo bọc kín trong chiếc túi ni lông nhỏ lấy dao rạch bụng con cá lóc đặt vào rồi cẩn thận khâu lại bằng một thứ chỉ giống với màu mắm cá tôi đã treo cái làn có túi mắm ba con cá lóc trên tường ngay cạnh giường rồi đặt mình xuống định ngủ nhưng lại phải bò dậy phải để chỗ khác nhỡ ra có ai sách đi tôi nắc cái giỏ cất vào trong góc trạm rồi mới đi nằm đêm đã về khuya tôi thấy nhẹ nhõm cả người Câu chuyện mà cậu Tuyền kể về việc tiếp xúc với tăng cố vấn Mỹ Nó làm tôi chưa ngủ ngay được Cháu mới giả đò Lo sợ về việc Việt Cộng đã chiếm được nhiều vùng đất đã quan trọng Tình hình này rồi sẽ dẫn đến đâu Nếu như Hoa Kỳ chỉ làm cố vấn và viện trợ không thôi Thằng William thần nhất với cháu Nó bảo Tao cũng lo như mày Cũng nghĩ rằng có khi phải rời khỏi xứ sở rực rỡ mặt trời này Nhưng yên chí, yên chí đi T là nó nói cho cháu biết cái tin đó Cháu làm ra bộ mừng rỡ Mà cũng mừng rỡ thật nữa kia Rồi lại quay vẻ tỏ vẻ băn khoăn Chẳng biết có đúng như vậy không Nó ghé sát vào tay cháu cho biết Người nói tin đó là ông Omon Cháu nghĩ thằng Omon là một tay CIA gì đó Rồi một lần khác Chúng nó thì thầm bàn tán với nhau Cháu đã nghe được Hôm sau cậu Việt cũng đến báo cho tôi biết Những tin tương tự Tôi lại viết báo cáo gửi ra Cần phải để các đồng chí ở ngoài đó Có nhiều nguồn tin khác nhau Như vậy việc phân tích và tổng hợp sẽ thuận lợi hơn Công an Sài Gòn đang truy nã 6 người Mà chúng tôi nói là 6 nhân vật quan trọng của Việt Cộng Trong đó có một phụ nữ trùng tên với tôi Thế là tôi được lệnh lập tức phải ra ngay hoàn thuận An tịnh với danh nghĩa là một người đàn bà đi tìm con Ở bộ đội giải phóng Tôi ở nhờ nhà đồng chí công an xã và nói với mọi người rằng đứa con trai thuộc một đơn vị đóng quân gần đây thôi. Đang phải nhờ anh em tìm hộ. Sau hai lần, theo quy định, tôi phải ra căn cứ trực tiếp báo cáo tình hình, đồng thời học tập nghị quyết trung ương và bài nói của đồng chí Nguyễn Trí Thanh. Thì lần này là do có sự thể như vậy. Đã hơn 5 tháng, phải chuyển hết nơi này sang nơi khác, khi chẳng bằng, khi giàu tiếng, để tránh càn, tránh bọn B-52, Tôi chỉ lo cho cơ sở trong nội thành thôi Không biết những ngày vắng tôi Đã có chuyện gì xảy ra với anh chị em Nhất là bọn bù nhìn Lại vừa đào chính nhau Thằng Thiệu được Mỹ giúp lật thằng Khánh Chẳng biết cơ sở Có bị xáo trộn gì không Vợ chồng Quyên, vợ chồng Tuyền lúc này ra sao Nhất định bây giờ Các cậu ấy phải nằm im chờ đợi Và tất nhiên là đang lo lắng vô cùng Tôi thấy nhớ Hà Đăng đứa con nuôi mà từ khi nó mới 13 tuổi, tôi đã nghĩ đến ngày nó trở thành một chiến sĩ tình báo của mình. Thì bây giờ, 20 tuổi, Hà Đăng đã đem cho tôi những tin tức về các tuyến bố phòng ngự trên quốc lộ 13. Hà Đăng hiểu rằng tôi muốn biết những điều quan trọng hơn kia. Nhưng trước mắt thì nó chỉ mới làm được như vậy. Tôi rất muốn Hà Đăng phải tìm cách luôn về cơ quan tham mưu, vừa cần thiết cho nhiệm vụ, vừa không nguy hiểm đến tính mạng. Cháu chưa thực hiện được ý định của tôi Thì bọn địch lại quyết định Cho đi học lớp cây mai Tức là lớp đào tạo sĩ quan thám báo Gì đó của chúng Cũng được Trước mắt có cái lợi là khỏi phải hành quân Rồi sau này sẽ liệu sau Tôi đã bảo Hà Đăng như vậy Tôi rất hy vọng ở cháu Hy vọng từ rất lâu rồi Cũng như ngay từ bây giờ Đối với những đứa con của Khôi Mặc dù thằng Dũng lớn nhất Mới lên 9 tuổi tôi cũng đã bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó chúng sẽ trở thành những chiến sĩ tình báo giỏi giang những thế hệ nối tiếp sẽ không ngừng tiến công quân địch cho đến ngày toàn thắng tôi thường nghĩ như vậy tôi thấy nhớ mấy đứa nhỏ nhà cô khôi vô cùng cũng may tôi đã hướng dẫn cho cô ấy đấu tranh buộc địch phải xác nhận việc cậu phúc chồng cô ấy mất tích như là một trong những trường hợp tử trận cô ấy đã truy lĩnh được hơn ba chục nghìn đồng tiền tử tuất và mấy đứa con đều vào ăn học ở trường quốc gia nghĩa tử ở ngoài bắc liệu cậu phúc có biết chuyện vợ và con mình trong này đã xoay sở được như thế không sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 1964 vừa kỷ niệm ngày quốc khánh xong thì một cán bộ lãnh đạo đến thăm tôi và vui mừng báo tin là ta vừa thắng một trận vang dội ở chu lai một trận đánh mỹ hoàn toàn là người mỹ sau đó đồng chí ấy nói rõ một số tình hình trong toàn miền và còn cho biết giá trị của những nguồn tin do lưới của tôi cung cấp như là sự bố trí giữa quân mỹ và ngụy hỗn hợp mỹ ngụy rồi vòng trong vòng ngoài đều rất quan trọng cuối cùng thì cái điều mong mỏi muốn biết nhất của tôi đã được đồng chí ấy nói rõ chị chuẩn bị trở về nắm lấy cái lưới của mình tình hình êm rồi người đàn bà nào đó không phải là chị cũng không phải là một nhân vật quan trọng nào cả Đồng chí cười nói Thế là địch nó bắt chị phải nghỉ ngơi Dằm tháng để lấy lại sức đó Dẫu sao những tháng ở ngoài căn cứ cũng rất bổ ích đối với tôi Tôi thấy rõ như vậy Tôi đã hiểu thêm tình hình Lại học tập được thêm về nghiệp vụ Nhất là cách hướng dẫn Khai thác để tài liệu được tập trung hơn Vào những vấn đề chủ chốt Tuy là êm rồi Nhưng chị cũng cần phải hết sức thận trọng đồng chí đó nói tiếp không nên ở một chỗ lâu phải di chuyển luôn chị có thuận lợi là được nhiều cơ sở ăn ở tốt đảm bảo tại sao lại nhắc chị như vậy vì chúng nó đang nói với nhau là hồi đảo chính nguyễn khánh đã thả nhầm một tướng tình báo bắc việt ai chị có biết không anh mười hương đấy thực ra không phải là nhầm đâu mình phải mất mấy trăm nghìn cho cái bọn thẩm vấn lúc bấy giờ cho nên sau đó bọn cia lao vào can thiệp trực tiếp và quyết định bất cứ ai dính với tình báo đều giữ lại hết dù sao với hồ sơ của chị chị vẫn có lợi thế hơn nhiều đồng chí khác phải nói là chị có cái bình phong khá kín một trường hợp ngoại lệ đối với công tác này không phải ai cũng có thể quay trở lại sống công khai giữa lòng địch mà hoạt động được đâu một niềm vui như tất cả mọi lần khi tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ đã đến với tôi tôi lại được về với công tác của mình với những người bạn mà thật lòng tôi không muốn rời họ một ngày nào bởi vì tôi hiểu họ đang rất cần tôi ở bên để biết cách mạng đang yêu cầu gì ở họ đảng đang cần gì ở họ và cùng với họ tôi sẽ và cùng với họ tôi sẽ mang về cho bộ chỉ huy những nguồn tin có giá trị góp phần đánh thắng quân thù vũ trọng quyền được thăng cấp thiếu úy trung tướng phó tổng tham mưu trưởng nguyễn văn là đã bổ nhiệm cậu ấy giữ chức vụ trưởng ban quân số kiêm sĩ quan tuyển mộ thuộc tổng cục địa phương quân và nghĩa quân cô phú đã đến chỗ hẹn báo cho tôi biết cái tin vui đó của chồng và đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ việc sắp nhập bộ tư lệnh trung ương địa phương và nghĩa quân vào bộ tổng tham mưu chưa có sự ăn ý nhau bên này không ưng lắm vì họ sợ mất quyền lợi nếu chỉ thành lập tổng cục địa phương quân và nghĩa quân các cố vấn Mỹ thì chủ trương dứt khoát là phải thống nhất. Ông là làm tổng tham mưu phó nhưng vẫn trực tiếp phụ trách công việc như cũ. Tin này tôi gửi đi được hơn một tháng thì việc sắp nhập đó được thực hiện. Và từ nguồn khai thác của cậu Quyên, trưởng ban dân số kiêm sĩ quan tuyển mộ, tôi chuyển tiếp ra ngoài tài liệu về tổng quân số quân chính quy và địa phương quân toàn miền Nam của địch. Rồi liên tiếp sau những ngày đó tôi nhận được quyền khá nhiều tin tức khác nhau và kế hoạch xây dựng địa phương quân, nghĩa quân trên khắp 43 tỉnh miền Nam. Có hôm theo sổ tay của Quyên, tôi phải ghi suốt 2 giờ liền, chưa hết những nội dung về cuộc họp của tướng Nguyễn Văn Là với một số sĩ quan cao cấp. Quyên đã có thể mang được những tài liệu văn bản về nhà. Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải sắm cho cậu ấy một cái máy ảnh. Bản thân mình cũng không nhớ nổi được tất cả. Trước đây tôi còn có thể đọc thuộc tất cả những gì cần nhớ rồi hủy luôn tờ báo cáo của cơ sở. Đêm về cứ việc mã ra mà pha mực hóa học viết lại. Bây giờ, trình độ của anh em cũng như điều kiện đã thay đổi, công việc không thể tiến hành theo kiểu cũ được nữa. Hồi này tôi chuyển ra đi bán bánh đậu xanh sấy, nhận bánh về rồi bỏ mối cho các cửa hàng. Cái nghề sao trà làm cho huyết áp tăng, tôi đành phải bỏ, dẫu sao cũng cần phải có nghề nghiệp hợp pháp để che mắt bọn mật vụ. Đồng thời kiếm thêm để tự sinh sống Và giúp đỡ cơ sở Thời kỳ trước có nhiều chuyến tôi buồn lãi 4 năm chục nghìn đồng Thế là đủ chi tiêu cho hàng tháng Cho mình và cho cả cơ sở Bây giờ công việc nhiều Buôn bán chủ yếu Có tính chất ngụy trang mà thôi Thêm nữa theo ý kiến của cấp trên Tôi không được ở nơi nào quá lâu 3 tháng Cho nên tôi cứ phải khéo léo kết hợp Nhận bánh giao cho người ta xong Tôi lại đi có khi ăn uống ở các hàng quán. Đến cơ sở này làm việc, tắm giặt xong, tôi lại tới cơ sở khác ngủ. Có người bạn tù ngỡ tôi không nhà cửa, không nơi nương tựa, cứ mời về nhà mình, hứa sẽ dành cho một buồng ở trên tầng để nghỉ, và tầng dưới đặt sắp bán hàng. Có người thấy tôi lang thang, đi bỏ mối bánh đậu xanh sấy. Tưởng tôi không có vốn, liền biếu tôi 50.000 đồng. Tôi đều phải tự tìm cách từ chối, không cẩn thận, cũng dễ lộ với họ mặc dù những người đó rất tốt và rất chân thành hôm nay bỏ mối xong bánh đậu sành cuối cùng tôi đến luôn nhà cậu quyên cô phú kéo tôi vào trong buồng rồi thì thầm nhà em đang mong chị lắm em vừa định đến chỗ hẹn để nhắn chị lại tôi đoán hay đó là kế hoạch gió mùa đông bắc tài liệu mà trên yêu cầu phải tìm bằng được nếu cậu quyên có được rồi thì thật là một thành tích xuất sắc đây không biết những gì mà đêm qua cặm cụi đến gần sáng nhà em cứ suýt xoa em ơi cái này giá trị lắm đây giá trị lắm cô phú vừa đưa cho tôi hai cuộn phim đúng là tài liệu kế hoạch gió mùa đông bắc tức là kế hoạch xây dựng địa phương quân của địch để thay thế cho quân chủ lực rút khỏi nhiệm vụ lãnh thổ tập trung mở những cuộc càn quét lớn tài liệu này có liên quan lớn đến ý đồ chiến lược của địch sắp tới cháu hà đang sửng sốt khi thấy cả tôi và cô Phú mò mẫm lên đường số 13, vào tận căn cứ để thăm, cháu hỏi ngay. Có việc chi gấp lắm hả mẹ? Sau khi học lớp cây mai về, hậu chạm ít lâu, đăng lại được chuyển lên sư đoàn đi học lớp trinh sát trên máy bay. Cháu thường ngồi trên chiếc L-19 cùng hai tên Mỹ nữa, theo dõi suốt trục đường 13 lên hết vùng Bù Na, Bù Đốp, suối Ông Hùng, lần trước đăng đã báo cáo cho tôi rõ kế hoạch một cuộc hành quân của sư đoàn 5 do biết trước ta đã giành được thắng lợi giòn dã trong trận cần lê bây giờ cứ cách một ngày lại một lần bay tình hình phía quân ngụy và cả phía quân giải phóng ra sao đăng đều nắm khá chắc được phong trung úy lại là một sĩ quan quan sát có năng lực đăng được chuẩn tướng phạm quốc thuần sư đoàn trưởng sư đoàn 5 rất quý cháu kể là trong sở chỉ huy cháu được ngồi ở phía sau chuẩn tướng các nơi báo cáo tình hình gì Cho chuẩn tướng cháu đều nghe được cả Nhiều lần đi kiểm tra Chuẩn tướng Phạm Quốc Thuần Lại lấy Hà Đăng làm sĩ quan liên lạc Vai trò của Hà Đăng như thế Nên cần phải giao nhiệm vụ cụ thể Đám sĩ quan thấy giới thiệu là mẹ đẻ Và mẹ nuôi của Trung úy Hà Đăng lên thăm liền chạy ra Cứ tiếu tít chào mời Đón luôn chúng tôi vào trong căn cứ Thế là chỉ vài giờ sau Hà Đăng đã được biết hai mẹ lên với mình có việc gì. Phải lấy được các sơ đồ phòng thủ của địch, phải bảo vệ vùng, có nghĩa là báo cáo những biến đổi với quân sự trong khu 32 chiến thuật, gồm 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Theo dõi các đơn vị Mỹ đổ quân, cụ thể là sư đoàn 1 anh cả đỏ, chúng đóng quân ra sao, tìm đơn vị mới của Mỹ tới khu 32 chiến thuật nó ở đâu và sẽ đi đâu. Hà Đăng băn khoăn hỏi nhưng làm sao mà báo ngay được về cho mẹ mẹ mang điện đài lên cho con đây con sợ không an toàn mẹ sẽ lên đây thuê nhà ở rồi làm bình phong cho con không được mẹ ạ à. con đường này mật vụ đông lắm không lọt qua mắt chúng nó đâu lộ ngay mẹ đặt hòm thư cho con liên lạc nhé con không nhận liên lạc với ai ngoài mẹ nghĩ rằng không thể gõ ép mà dù sao cũng phải để cho cháu được thoải mái thì mới làm được việc tôi liền bàn hay là mẹ mua cho con cái xe gắn máy để khi cần con về gặp mẹ cho nhanh? Dạ, được đó. Con ở trung tâm Hành quân khu 32 Chiến thuật nên có thể đi lại. Làm 24 tiếng đồng hồ liền, lại ghi 24 tiếng. Khi đó con có thể tự do về Sài Gòn. Thế là ổn rồi đấy. Bà mẹ con chúng tôi ăn uống liên hoan xong, tiễn biệt nhau ra về. Các sĩ quan bạn của Hà Đăng thì cứ nuối tiếc, không được mời hai bác ở lại đây chơi ít bữa. Chẳng ai biết có những chuyện gì đã diễn ra. Hết phần 12, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 13.